Bình Dương đứng thứ hai trong vùng Đông Nam Bộ về phát triển kinh tế số. Các chuyên gia đánh giá, dư địa phát triển kinh tế số của Bình Dương còn khá lớn. Chỉ cần tỉnh tận dụng, phát huy tiềm năng, thế mạnh sẽ nhanh chóng đưa kinh tế số bứt phá nhiều hơn nữa. Bình Dương hiện đang có khoảng 65.000 doanh nghiệp, trong đó trên 45.000 doanh nghiệp đang sử dụng các nền tảng số. Bên cạnh đó, hơn 13.000 doanh nghiệp với gần 56.000 lao động cung cấp kinh doanh điện, điện tử, công nghệ thông tin và công nghệ số đang hoạt động. Tỷ trọng kinh tế số chiếm 11,34% GDP của tỉnh. Bình Dương phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDP. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng nền tảng hợp đồng điện tử đạt 100%.